Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ mắc bệnh thận nặng nhưng cha mẹ bỏ điều trị để sử dụng thuốc nam. Hậu quả là nhiều trẻ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sai lầm của phụ huynh. Đã từng khám và được chẩn đoán suy thận độ 2 cách đây 3 tháng, thế nhưng gia đình bệnh nhi này vẫn quyết định cho con bỏ điều trị tại bệnh viện để sử dụng thuốc nam. Chỉ đến khi bệnh ngày càng nặng, trẻ mới được bố mẹ đưa đến bệnh viện để khám. Kết quả cho thấy trẻ bị suy thận giai đoạn cuối. Người nội kia ta giới thiệu có cái người thầy thuốc nam ở trên Hòa Bình ấy, thì gia đình cũng có bốc để về cho cháu uống. Sau uống một thời gian khoảng 3-4 hôm thì cái bệnh của cháu nó tăng lên, nó nặng thêm. Rất nhiều bệnh nhân của chúng tôi hội chứng thận hư mà bỏ điều trị, quay trở lại thì kháng với những cái thuốc điều trị thông thường và cái vấn đề điều trị về sau rất khó khăn. Có những bệnh nhân đã phải thành suy thận mãn giai đoạn cuối, thậm chí đã phải là lọc máu. Có những bệnh nhân viêm thận lupus thì cũng bỏ điều trị và bệnh vào trong giai đoạn tiến triển rất là nặng. Cũng theo bác sĩ Hương, suy thận là trạng thái suy giảm chức năng của thận, bao gồm chức năng bài tiết lượng nước dư thừa trong cơ thể và bài tiết chất độc trong cơ thể do quá trình trao đổi chất gây ra, kéo theo sự suy giảm chức năng sản xuất các hormone gây ra rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Do đó người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ điều trị. Phải tuân thủ cái điều trị của cái đơn thuốc cũng như những cái lời khuyên của bác sĩ một cách rất là chặt chẽ, không được tự ý bỏ thuốc và cũng không nên đi dùng những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc ở trên thị trường, bởi vì nó sẽ không những không khỏi bệnh mà còn làm cho bệnh nặng lên. Các bác sĩ cũng khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, gia đình cũng cần tìm hiểu những thông tin về thuốc cũng như tình trạng bệnh của trẻ để tránh làm bệnh tình nặng lên và có những biến chứng nguy hiểm.